giờ đây trời đông trời tây làm thêm học thêm ngày đêm để kiếm sống, nhiều khi vẫn luôn phải trông ngóng hết tiền hết tiền. Ai ngày xưa hồn nhiên mà nay phải treo bàn chân trên đôi giày cao gót, mặt hoa giờ đây để son phấn miếng cười dù lòng không vui. Đã bao nhiêu ngày dài trong đất nước đời tên tôi mệt nhoài, thế sao vẫn cứ nghèo hoài, tìm nơi đâu nhà nơi đâu, lãng quên đi một thời kiếm một mơ tương lai sau này, hôm nay hết sống lại bên nhau. Ông có thể đi ra ngoài cho tôi với Hà My nói chuyện riêng một chút được không? Không. Tại sao tôi phải ra chỗ khác chứ? Đi ra ngoài nói chuyện riêng một chút. Ông làm cái gì vậy? Nè, ông hả? Nói gì thì nói ở đây nè. Nè, cái ông kia, đứng lại đó. Nè, mở cửa ra. Mở ra. Hai người mở cửa ra. Tôi xin lỗi, tôi đã không giữ được lời hứa. Nhưng còn chuyện tôi muốn được đứng trên sân khấu với My, đó là sự thật. Và còn những chuyện mà My thấy ở trong buổi họp báo, đó chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Tôi có là cái gì của ông đâu chứ. Tôi lấy tư cách gì mà giận ông? My ạ, chúc mừng ông đã ký được hợp đồng với công ty Sky. My! Ông đúng là cái đồ. Quên cái gì vậy? Dạ, đây dạ. Nè, rụm vô. Lặp lại. Máy. Rồi, diễn. Sáng sớm tôi định dậy rất sớm, đôi mắt cứ liêm diêm, bố kêu mẹ vào uống với bố một ly trà nào nắng. Trời sớm ơi. Chim qua rèm cửa sổ, tờ báo sách trên tay, cẩn thận dung lặm ngậm trà rồi xem tin tức thế nào. Mẹ kêu mẹ hỏi chuyện. Cắt đi, cắt, dừng lại đi. Trời ơi, sao vậy anh? Hát sướng kiểu gì không biết. Thì có gì đâu, bây giờ em tập thì sau này sẽ làm tốt hơn thôi. Trời ơi, bộ em không nghe giọng hát của mình hả? Nếu lấy giọng hát của em mà đi phát sóng á, chắc là công ty phải đền hợp đồng cho người ta quá à. À, hay là anh tìm một ca sĩ khác đi, em chỉ cần lo phần diễn xuất thôi. Trời ơi, anh thấy phần diễn xuất của em á, tất nhiên là tốt rồi, bởi vì em là diễn viên mà, đúng không? Nhưng mà sắp tới á, em sẽ xuất hiện với một tư cách là ca sĩ solo, đúng không? Ai mà thế cho em được? Cứ tưởng em vào trường nghệ thuật học là sẽ tốt hơn. Ai về? Nè, bây giờ nếu không tìm được ca sĩ khác á, thì em coi ở trong trường em á, có ai có giọng hát hay. Em thấy ai mà có giọng hát hay á, mà ngoại hình của họ không được tốt á, thì em giới thiệu họ về đây cho tôi. Em giúp gì được cho chị ạ? Cho em một americano. Americano.
À không, caramel cà phê mocha. Ừ, caramel, ok. Mà thôi, cho em một strawberry đi. Ừ, một strawberry. À, hay là chị dùng combo luôn đi, có thức ăn và đồ uống luôn, mà chị tiết kiệm được 35.000 một phần. Dạ thôi. Vậy chị dùng cái này ha. Dạ. Thảo Nhi. Hả? Để mình trả, mình mời Nhi mà. Ừ? À. Chị cho em một phần cà phê American Cano. Là hai phần, hai phần đúng không nha. Ạ? Dạ. À. Chị ơi, chị lại bàn chờ em chút ạ. À? Dạ, em cảm ơn chị. Chào chị. Lê Nhi. Nãy giờ mình tìm Nhi quá trời luôn. À, quê anh, tìm Nhi có chuyện gì không? Ờ, thì mình chuẩn bị quay quảng cáo cho một nhãn trà. À. Ê, đợi chút xíu nha. Ừ. Dạ, cảm ơn chị. Cái này của Nhi nè. Cảm ơn. À, quảng cáo này á cần thu âm giọng hát, mà mình biết Nhi hát rất là hay. À, vậy thì Nhi có muốn hát trong quảng cáo của mình không? Quế Anh là Nhi hát trong quảng cáo của Quế Anh đó hả? Sáng sớm tôi tỉnh dậy rất sớm, đôi mắt cứ lim xìm. Xem cửa sổ tờ báo sáng trên tay, uống sung lạnh trà sầu xem tin tức thế nào. Mẹ kêu mẹ hỏi chuyện học hành, mẹ làm cho một bữa sáng. Chị kêu mẹ chuẩn bị đồ gì, đồ này mẹ uống hay chưa. Bố thì nói chuyện về xăng dầu, kinh doanh rồi chứng khoán. Cả nhà cười quên bên ngắm trà, bố cười mẹ cứ chỉ cười ố, tôi cười y dạ. Hả? Dạ. Thì có mẹ. Giọng hát của con á sẽ được lên tivi. Dạ. Thì có. Tuần sau sẽ phát sóng á mẹ. Dạ, tất nhiên rồi. Mà hả? Con nói với người ta á, là tên của con á sẽ được lên quảng cáo luôn á. Dạ. 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 Con chào mẹ. Gọi ai nữa ta? Đừng bấm máy, đừng bấm máy, đừng bấm máy, đừng bấm máy, đừng bấm máy.
tha số. Hôm nay mình có hát một ca khúc trong quảng cáo trà, đó là bà uống trà. Mà đó do mình hát á. Ồ, vậy hả? Ừ. Chúc mừng Nhi nha. Ừ. Tên của mình sẽ được chạy trong quảng cáo á. Wow, vậy tên của Nhi sẽ xuất hiện trên TV. Ừ. Chị Sơn sẽ đón xem, ok? Ừ. Ok. Ok. Bye. Bye. Nãy giờ Sơn ở đây hả? Ừ. Nè, Nhi sướng rồi nha. Cảm ơn Sơn nha. Là người đẹp mà hoa cũng đẹp nữa. Hôm nay nhân dịp gì mà cô Trang lại mua hoa vậy? Hôm nay là một ngày rất đặc biệt của một người cũng rất là đặc biệt. Oh. Cho nên tôi mua hoa để tặng cho người ta. Người đặc biệt đó chắc là tôi đây nè. Tào lao quá. Ngày đặc biệt, hoa đặc biệt, tặng cho người đặc biệt. Cái ngày này là cái ngày mà mình với Trang gặp nhau nè. Trời ơi, mình đẹp trai quá mình ơi. Vậy là rõ ràng là Trang đã thích mày rồi. Trời ơi, ngày đặc biệt cô ta nhớ, còn mình mém chút xíu nữa là quên. Cô Trang, đây là danh sách. Chết mày rồi. Mình ơi, mày là đàn ông mà Minh. Mày là đàn ông thì mày phải nên mua cái gì để tặng cho người ta chứ. Đúng rồi. Mấy bữa nay á, cô Trang học hành căng thẳng dữ lắm. Với món quà đầy tinh tế, chắc chắn á, cô Trang sẽ ngạc nhiên và thích thú lắm đây. Nè, nhận quà đi. Nãy giờ mình đứng ngoài đây đợi lâu lắm rồi đó. Nè, lấy đi mà. Nhận cho tôi vui. Sao? Ngạc nhiên, bất ngờ đến mức độ không nói nên lời, có đúng không? Thật ra cái này là đồ ngọt. Mình sẽ ăn nó cho những cái lúc mình căng thẳng nhất á, thì mình sẽ giảm được stress. Trang thấy sao nè? Thầy làm cái trò gì vậy? Ba, có chuyện gì vậy ba? Con xong chưa? Cô Trang. Dạ con xong rồi. Ba, con có mua bó hồng vàng này để cúng mẹ. Ba thấy đẹp không? Đẹp lắm con. Thôi, hai cho con mình đi nha. Dạ. Đi trước nha. Cô Trang đi nha.
Sao bà lại ở đây? Chờ bà đó. Có chuyện gì? Cái này tôi tặng cho bà đó. Thấy hiện giờ bà cần nó hơn là tôi. Coi bà bây giờ kìa. Nhìn cứ như con mèo hen vậy đó. Tội nghiệp quá à. Bây giờ tôi đã là hạng nhất rồi. Cho nên tôi nghĩ là mình nên đem may mắn đến cho một người hạng ba như bà. Coi như là làm việc thiện, tổ sẽ đãi cho tôi. Có chuyện gì vậy? Mày, hình như á, Hà Sơn thích Nhi thiệt rồi á. Không, lần này thiệt luôn á. Lần này hả? Nhi có bằng chứng hẳn hoi luôn. Thì bà nói thử xem. Hà Sơn á, rủ Nhi đi uống cà phê, sau đó còn nói là muốn xong ca cùng với Nhi nữa. Thì có khả năng là 20%. 20? Vậy hả? Vậy còn nữa nè. Hà Sơn á, trong chương trình lần trước của tụi mình á, Hà Sơn có tới á. Hà Sơn nói là Hà Sơn muốn nghe mình hát á. Nếu mức độ đó thì có thể là 60%. Hả? Vậy hả? 60 rồi. 60%. À còn nữa, trong chương trình quảng cáo trà, Nhi hát và uống trà á, Hà Sơn nói là Hà Sơn thật lòng chúc mừng Nhi. Nếu tính như vậy thì khả năng là 70%. Nếu như vậy á, nếu mình nhẩm sơ sơ, tính thêm mấy cái chuyện nhỏ nhỏ lặt vặt, tóm lại tính ra là 100% rồi. Chưa kể là Hà Sơn đưa quần áo cho mình mang, còn nói mình không được bỏ học nữa. Như vậy là được 100% rồi. 100% Hà Sơn thích mình. Sao mới nhìn như kỳ vậy? Bà xinh lắm đó. Thiệt hả? Mà sao đó giờ mình không nhận ra ta? Thiệt, bà giống như là một nàng công chúa vậy đó, trở nên xinh đẹp.
Mày, mày có bị bệnh ở đâu không vợ? Tôi có làm sao đâu, tôi nói thiệt chứ bộ. Em hết hồn à. Anh đứng ở ngoài á, anh gõ cửa quá trời luôn. Chắc tại vì em mở nhạc lớn quá nên không nghe á. Chị My chưa về đâu nha. Anh biết rồi, anh kiếm em à. À, ngồi xuống đây nè. Mà anh kiếm em, kiếm em có chuyện gì vậy? Mỹ nè, em có biết hai nhân vật trong truyện tranh Candy và Elisa không? Candy với lại Elisa. Em không biết, em chỉ biết Doraemon với lại thần đồng đất Việt à. Ủa mà sao anh không ra nhà sách để kiếm đi? Tại anh không biết tên truyện để tìm á. Không biết hả? Vậy sao anh không tìm trên Google đi? Để em cho anh mượn laptop nha. Vậy hả? Vậy anh cảm ơn bé Mỹ nha. Dạ. Ông đang coi cái gì vậy? Bộ không muốn nói chuyện với tôi luôn hả? Hà My, tuần sau tôi phải ở lại công ty Sky rồi đó. Alo. Hai mẹ có số điện thoại của chị Ngọc không? Cho Nhi xin đi. Có. Nhắn qua cho Nhi nha. Mình nhắn qua cho. Cảm ơn My nha. Hà Sơn à.
Mình thích bạn lắm đó. Thảo Di, mẹ. Trời, con đang làm gì vậy? À, dạ không có. Con đang tập diễn. Làm mẹ hết hồn. Mẹ tưởng con bị cái gì chứ. Nè. Dạ. Tối mai á, chiêu quảng cáo trà, có con hát ở trọng phải không? Dạ, đúng rồi đó mẹ. Mẹ hỏi cho chắc vậy thôi, chứ mẹ biết rồi. Dạ. Thôi, con làm gì làm đi nha. Dạ. You can't go away. Don't hide yourselves in a corner. Sao tự dưng Lotte lại kêu tới nhận quà vào giờ này vậy ta? Sorrow is gonna say goodbye. Opens up, you see the happy sunshine. Keep going on with your dream, chasing tomorrow's sunrise. The spirit can never die. Sun shine, my friend, won't let you cry, my dear. Seeing you shed a tear, make my world disappear. You'll never be alone, and darkness in my smile, my friend, we are with you. Holding hands, you have got to believe you are my destiny.
ai để cho lòng em hoài mong, để em ngóng trong từng giờ từng giây phút. Vì em đã yêu mất rồi, từng nụ cười ánh mắt bờ môi, người thật đẹp thật dịu dàng và thật quyến rũ. Xin đừng xa rời em đến khiến tim em đau. Chạm nhẹ bờ vai cảm nhận nhịp tim, nhịp trái tim rung động, và anh sẽ mãi mãi là người người em nguyện đi. Cái này của Thảo Nhi phải không? Mình thấy lạ. Không hiểu tại sao Lotte lại điện mình vào giờ này. Và mình cũng không nghĩ Thảo Nhi lại thích mình đến như vậy. Mình xin lỗi. Mình rất là thích Thảo Nhi. Nhưng mà tình cảm của mình không giống với Thảo Nhi. Vậy sao Sơn còn vào đây? Vì Sơn là người được tỏ tình. Sơn muốn nói chuyện với Thảo Nhi thật rõ ràng. Chứ mà bỏ đi luôn thì... thì sẽ không phải phép đúng không? Vậy hai ngộ nhận là người ta thích mình lắm. Cho nên là hai mê hai kêu là Nhi hay suy nghĩ linh tinh. Cái này mình dứt đi cho. Nhi. Quảng cáo trà mà không thấy tên con gì hết á, lại ghi tên của ca sĩ là Quế Anh. Không biết là họ có nhầm lẫn gì không vậy con? Có phải là nhầm lẫn không con? Hả? Nhi. Alo. Nhi. Mình mẫu không? Cái đó thật ra thì đứa con trai nào cũng muốn bạn gái mình có trước, có sao? Không phải vậy, không phải. Sao ta? Là ốm nó có cái hay của ốm, mập nó cũng có cái hay của mập mà.
Giống như là người ta thì có những người thích ăn thịt nạc nè, mà cũng có người thích ăn thịt ba rọi đó. Bà hiểu không? Thôi. Thôi bà nín đi. Thôi tôi không nói nữa. Đừng khóc nữa nha. Thôi đừng khóc nữa mà. Tôi không có biết an ủi người khác. Thôi bà đừng khóc nữa nha. Nhi ghét bản thân mình. Nhi muốn chết. Nhi muốn nhảy lầu. Nhưng mà sợ đe trúng người ta. Mà tự tử thì không thể ném dây lên cành cây. Nhi không biết phải chết thế nào. Thôi đi. Đủ rồi. Hết chuyện nghĩ rồi hay sao mà nghĩ tới cái chết? Nhi bị tức tình chưa bộ. Muốn chết hả? Được rồi, đứng lên. Đứng lên. Bà muốn chết đúng không? Đó, xe đang chạy đó. Đó, nhảy xuống đi, nhảy xuống. Thôi, bây giờ nghe lời tôi đi về nhà nha. Về nhà nghỉ ngơi, xong rồi ngủ một giấc thật là ngon. Sáng hôm sau tỉnh dậy là quên hết mọi chuyện. Được không? Có cần tôi đưa về nhà không? Đứng dậy. Tốt lắm. Yes. Dạ. Nghỉ giải lao đi. Dạ. Cảm ơn em. Giải lao nghe. Ok chú. Quý anh thấy là hiệu ứng quảng cáo trà lần này rất là tốt nha. À, cô bé hát thế em á, tên là gì vậy? Dạ tên Thảo Nhi à. Thảo Nhi à? Ừ. Ồ, thiệt quá. Giọng ca hay như vậy mà không thể thăng hoa được. Nếu ốm thêm 30kg thì còn có khả năng, còn không thì bó tay. Thôi được rồi. Thôi à, mọi người à, chuẩn bị làm tiếp nha. Chuẩn bị nha. Nè nè. Bây giờ em nghe anh dặn nè. Một chút nữa em phải Nè. Cái bài uống trà là do Thảo Nhi hát. Vậy mà tại sao trên quảng cáo là tên cô? Cái đó sao tôi biết? Do công ty quảng cáo chứ bộ. Hay thiệt á. Vậy mà cô cũng nói được hả? Bộ cậu tưởng là tôi thích lắm hả? Trong khi gương mặt là của tôi mà giọng hát là của người khác. Quý anh à, làm gì lâu vậy? Qua đi mau đi. Dạ 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 rồi. Chúc mừng chàng trai của chúng ta. Vậy là em có thể ký được hợp đồng với công ty Sky rồi. Sắp được mọi người biết đến rồi nha. Em được bay lên như vậy thì lẽ ra phải được tổ chức một bữa thật là hoành tráng. Nhưng mà vì thời gian gấp quá cho nên chỉ làm được như vậy. Vậy là anh Quốc sẽ rời khỏi đây á hả? Nhưng mà khi nào có thời gian thì anh sẽ quay lại đây chơi với em nha. Chịu không? Trời ơi là trời à. Thổi nến đi kìa. Sao không khí gì mà yếu xìu như bánh bao chiều vậy? 2, 3. Xong rồi, ăn thôi. À, hay là hả? Bây giờ mình lấy bia ra mình nhậu đi ha. Thôi chị ơi. Uống bia làm gì hôm nay? Uống vô mắc công xỉn rồi lại nói tùm lum nữa chị. Ủa? Mà Hà My đâu rồi? Con cũng không biết nữa. Chị nói hôm nay chắc là chỉ về trễ á. Ờ,
Mà sao thấy Hà My dạo này sao sao á? Người á thì lúc nào cũng như người vô hồn vậy á. Mà hả, cái mặt á thì lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó. Làm em sợ quá, em không dám kêu ra quán phục vụ luôn, sợ khách chạy mất. Thôi được rồi, bây giờ mình cắt bánh để ăn đi ha. Anh cắt bánh cho em ăn nha, chịu không? Tí. Em gửi cái hộp này cho chị đằng kia giùm anh nha. Dạ, để em. Cảm ơn em. Chị ơi, có người nhà em gửi cho chị một món quà. Ờ, dạ, em cảm ơn. Dạ. Thank you.